Xin chào tất cả các bác nhá. Đấy, chào mừng các bác đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình. Thì ngày hôm nay anh em mình lại tiếp tục hành trình đi vào rừng này. Thì phía sau này nó là một cái khe rất là rộng lớn. Đây. Đây, mời các bác xem này. Trời ơi. Phía dưới này nó là một cái vẫn là rừng hoang dã thiên nhiên đấy, nguyên sinh. Còn phía bên này là đồi keo đồi thông thì họ đã khai thác rồi. Phía dưới là cái thác này. Đấy, rất là thích hợp, vị trí rất là thích hợp cho việc mà ong nó đi đi làm. Anh em đang tác nghiệp đây. Cũng khủng đấy. Nhìn thấy cái ong đấy, phải ong đấy. Hy vọng ngày hôm nay không móm như ngày hôm qua. Hôm qua thì anh em mình được có một tổ thôi. Hôm qua được có một tổ 6 kg. Cũng gọi là đỡ móm là chứ nếu mà đi đông như này mà được một tổ thì là gần như là đói các bạn. Đứng. Nước suối công nhận là mát các bạn, mát thật sự luôn. Như nước nó mà mồ hôi nhễ nhại chỉ mong có tí nước suối tắm thì nước khuê. Đi này không muốn về nữa tuyển nhỉ, sướng thật. Ở dưới mình nó nóng một cách dã man lên đây, gió rồi thì nước suối nó cũng cộng hưởng mà nó mát, dễ chịu. Cây gỗ khá là to này các bạn ạ. Ở đây có cả dây mạng lên tận lên nơi đấy. À? Dây điện á, đâu có dây dưới mà. Dưới dây mạng. Cắp quang. Thôi xong rồi các bác ơi. Cảnh quang cái máy quay rồi, rơi xuống nước chưa? Rơi hết rồi. Giờ toàn nước không này. Cô máy này không chịu nước rồi. Đây để cho hơi khô thôi. Thôi để góc này, chỗ nào cao nhất. Đèn thế nhỉ. Rồi có đi rồi. Và pin ướt hết rồi. Nó vào màn hình rồi. Không, cái này nó không phải là chống nước. Tôi về đây. Đèn nước nó vào nó thôi đây. Thôi đây tí người ta hết đi. Xin nhé. Ngoài đây xin. Tí mưa xuống là hết. Xong rồi. Nó vào chống nước đi rồi. Vào đó là đèn rồi. Rú đi. Gặp màn hình vào con rú. Chỉ cho có xe lắc. Chỉ cho có xe lắc thì lúc hết. Xong rồi các bạn. Chia buồn cùng em Cảnh nha. Quá đen. Chỉ làm một khẩu bằng con trâu thì. Thôi đừng nắp pin nữa. Nắp pin là gì? Nắp pin là pin nó chạy. Nắp pin là có điện nó vào đấy, để đây. Đèn quá. Có đèn các bác nha. Chưa kiếm được cái tổ ong nào nhưng mà anh em đã rơi mất vài củ ở cái suối này các bác ạ. Vừa đến rừng là đã rơi mất tiền rồi. Thôi chia buồn cùng em nhá. Đi lấy hàng thử mới được. Ôi giời, nước nó vẫn chảy tầm 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 này. Đấy, nó kiếm mấy tổ nắp lại cái này thôi. Đèn thế, quá buồn. Ngày đen đổi. Vừa đến bắt đầu đến chân rừng. Vừa đến chân rừng xong. Quá buồn các bạn. Mới mát đây. Đây mà tắm đây. Ủa cái chè đẹp thế. Măng to chưa? Măng mai đấy. Măng mai đấy á. Măng to đấy. Ui nhỉ, măng này. Chưa to khổng lồ. Ui măng này á. Nghe kìa. Ui nhỉ, mập đừ luôn nhỉ các bác.
Cái măng này măng ngọt đấy, măng mai đấy, nhưng mà ở nhà người ta trồng anh em không lấy được. Ui cái chè chất lượng nhỉ. Ui giời. Cái này kho thịt ngon à cả anh? Vâng, mang về luộc. Luộc chưa? Kinh cái ống chè nó phê nhỉ. Ngọt. Ngọt mưa này. Chất lượng đấy các bạn. Cái này muối. Đây là măng mai đấy. Măng mai rất là ngon. Cái này khá là đắt đấy, nhưng mà cái này nhà người ta trồng anh em không bẻ được, bẻ lại ăn trộm. Tuyệt vời luôn các bạn. Ồ, bây giờ anh em mình tiếp tục hành trình để đi lên rừng nữa. Đi phải xin nhé, xin xong lại trả lời cho đấy. Cái này là cái này của tự nhiên đấy mà. Tự nhiên à? Đồng ơi. Tự nhiên hay như nào đấy ở Tiến? Tự nhiên à? Vâng. Tiến hỏi bảo là cháu xin mấy quả nhé, bảo là ở cháu lấy đi, mà thế là lấy thoải mái. Ok, bắt đi Tiến đi. Ủa các bác ơi, quả dâu ra rừng này. Chưa được ăn quả dâu ra rừng bao giờ nhé các bạn. Nên mới này dễ chậm. Ôi giời, yêu tinh nhỉ. Chào cẩn thận nhá. Ui, anh em thấy dâu ra rừng phát tranh nhau nghe các bạn. Cái này em treo đéo này không lên được. Tạc công nước. Tạc công. Dâu ra tạc. Phải. Anh ba lô lên trước kìa, đã được quả cười cái cây kìa. Dâu ra tặc. Đây này, anh ơi. Ngon. Ngon không? Ua. Ui dồi ôi, cái quả kẹp cút này. Thả thôi nha. Cái này này. Ui dồi, ngon thế. Này Tiến này. Ui chất lượng chưa? Em vặt đi đi Tiến đi, vặt vặt hết đi. Này làm quà được đấy. Dâu ra được ngon. Cái này nó có gãy. Đấy đâu. Ui, cái ruột nó ngon nhỉ? Ngon, cái này ngon nữa. Ừ, ngon. Mấy quả to mới ngon, phần nhỏ chưa lấy đâu. Mấy quả to đấy. Ừ, ngon đấy. Ngọt, cái chua ngon ngọt. Sao cuối cùng trèo lên cao vậy, chẳng nhìn thấy quả nào. Đây đây, cái cành như thế. Kìa kìa, cái cành bên này, bên kia kìa, mình nhìn một chùm to chưa? Cành ấy không vỡ được đâu. Sao không vỡ được? Hai bên làm quà. Ui, tình ngọn thế thế. Ui, ngọn. Ở chùa chùa rồi các bạn. Cảm ơn các bạn phát nước, nhấm. Ôi cái cành của Tuyển kìa. Cho vào cái túi của em ấy. Ngon thật. Đang khát nước ăn những quả này rất là ngon các bạn. Có gì ấy? Ui, quả, không biết quả gì anh ạ, quả này như là quả cà vậy. Vật nhiều ạ. Quả này quả gì ấy cành? Quả này á? Quả ăn gì? Được không? Quả này là quả sáu cánh nhưng mà không biết tên. Đột biến sáu cánh thâm à? Nhìn nó đẹp thế. Đẹp nhỉ? Mọng. Ui. Có bóc ra vỏ trắng tinh nhỉ? Em bóc cho anh xem. Ờ bên trong nó nói là gì nhỉ? Nhân. Nó giống như là không động đấy. Anh em mình đang đi dọc theo con suối này các bác nhá. Suối, nước suối mát. Quá đẳng cấp. Toàn ông mật rồi à? Ông phái với ông mật, ông phái đang bò bên này đây. Ờ đây đây, ông phái đây. Mấy con đi. Mấy con nó đang đác nhỉ. Ông phái này các bạn. Ông phái đang lấy hoa này. Đây là cái cỏ. Lấy, cái cỏ hoa nhỉ. Đây còn ông phái các bạn này. Đấy. Chính con này nó đã hại cả đàn nhà nó. Ông mật trong đây không? Ông mật trong đây nhỏ.
đấy làm gì thấy được nó lên. Đây đây nói này, này. Đấy chính con này nó hại cả đàn luôn rồi. Đây con kia đây. Con kia đang con gì? Hôm nay con ong này lấy hoa nhiều khán giả xem nhỉ. Ờ. Ngứa ngứa chỗ này có ốc khe nhỉ? Đây con này là gì? Anh gọi đây. Ơi. Thủ thủ đâu? Đây này. Chi chưa lại bắt à? À à. Bố bẩn ở đây sẽ có con ốc khe mình bắt cho mọi người xem. Thế mình thấy con ốc nào mình sẽ quay cho các bác xem. Con ốc khe ở đây rất là to. Nó to lắm các bạn. Ở đây 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 có con rồi. Nhưng con này hơi nhỏ. Đây các bạn này. Con ốc khe đây này. Đấy. Con này hơi nhỏ. Đấy, đổ rồi. Thấy người phát động nó là đổ. Con này con baby này mình sẽ không bắt. Ok hơi nhỏ. Con này baby không bắt. Dưới chỗ mình con này là to rồi. Ừ, dưới chỗ mình con này là to. Tiếng con to hẳn. Này này. To như con cú bẻ luôn. Bên đây. Này. To như cú bẻ luôn. Sắp không? Tiến bắt anh tiến đây. To lắm tiến ơi. Hai con. Đang giao phối. Đang giao phối à? Ui cha ơi, to chưa các bác ơi? Này các bác ơi. Đang giao phối à? Ui con này to chưa? Ôi ôi. Có khe đây các bác này. To kinh khủng kìa. Càng ăn ngon này. Đấy, các bác này, có túi gì được không kìa. Một tí ong. To như ơi. Đánh không thả đi. To gì được à. Cho, gì cho trong ba lô đi. Ba lô á. Cho ăn à. Phá vào phần ăn là có phá này. Ăn bé, ăn to. Ăn to đi, ăn to đi. Ăn bé này đi. Ăn bé không, ăn ngoài cũng được. Ăn có quả nhé. Ăn ngoài cũng này. Ăn tí tí ngoài cũng nhỉ. Ừ. Cua khe to các bạn. Đấy, nó cắp đấy. Lại với chục con. Ừ, chục con là ngon. Tí lên nướng ăn. Ở đây, đây. Ừ, đây con nữa. Con này to phết này. Con này bé. Ui, ôi, ôi. Con. Một bé nữa. Đủ kịp có, nhưng mà bị sâu đi. Rơi à? Đâu? Bùi ý. Anh ăn rồi. Không ăn biết ăn được chuyện đấy các thằng đấy. Không mình được. Thì nói bảo là mùi của ông Tiền có vấn đề. Em phải mùi của ông Tiền có vấn đề ấy nhỉ. Đưa với mít này hồi lắm. Không đưa giấu được người ta. Mùi nặng nhất là hai quả đấy. Phải không? À, mít với dưa hấu. À, mít với dưa chuột. Vậy. Anh em mình đi rừng gối được quả mít các bạn này. Ô chín rồi đấy. Bỏ thứ đấy nè. Chín ra mà. Anh em biết tố lữ ấy. Bỏ thứ ăn anh em ơi. Anh nhìn đấy, anh đang đi treo cái cành cây xong anh đi quay hai từ. Hai từ. Bảo là có tố không? Hai từ cầm. Anh em mình đang giải lao quá. Đi lâu đi. Kéo đến đường ấy. Bóng thứ đấy nhỉ. Trường mấy thành viên này. Mà. Cái đấy cứ mít dài nhỉ. Biết thế, treo lên cây chuối xong rồi. Anh em mình gặp quả mít rừng các bạn. Thôi cứ ăn đi, ăn đi. Mít như sầu riêng vậy nhé. Cứ ăn đi, ăn tính sau. Giờ này cũng chưa rồi mà. Đúng rồi, tầm giờ này ăn hết mặt. Ừ. Mặt hả? Ôi, đấy cái balo đi tí dính hết cuối. Wow, ngon đấy. Thử. Tiến bổ sao nhỉ? Chuyên nghiệp thế đấy. Sầu riêng đấy nhỉ? Thế này là... Thế này ở nhà là... Ủa, mũi đâu? Tiến bổ mít cho vợ ăn. Ăn hết bao nhiêu tấn balo đấy nữa. Ừ. Thơm thế. Kéo hẳn cái sợi chính ra. Thơm quá các bác ơi. Bổ đấy xong mấy ấy, rồi xong mình nát hết được. Thử được, nãy không có sợi chim đâu, anh em cứ yên tâm đi. Nãy đi đái à? Ừ. Được quá sợ móa gì không? Nãy đái ra còn đi phải không? Nếu mà đi tán gái sợ chúng cái này gái còn ngon thì chắc cả đêm không rửa tay. Còn tháng không rửa tay còn được. Phải không à? Phải. Thì cả người phát nữa. Ừ. Mệt mệt quá người. Nhưng mà tôi đang quay nhá các ông nhá. Tôi đang quay nhá. Có cái sơ này mới ngon. Đây để yên. Dùng thôi. Sơ mới ngon các bạn. Anh em ăn mít thôi.
tay này cho ông toàn mang đi bắp à? Thôi, ngọt lắm. Ăn mít đi nhỉ? Ngọt thật. Như cứ làm nhé, bọn em ăn nhỉ. Anh em ra đòn đi. Ra đòn đi anh em ơi. Ăn mít rừng. Ăn mít rừng mà các bạn mít rừng nhá. Đây là BBB này phát. Rồi chiếc camera cái. Mời các bạn mít rừng nhá. Sao sao mình có thấy cái mùi mít. Đây này. Đấy là có mùi mít đấy. Chung bảo làm sao đấy, Tuyền bảo sao lại có quả mùi mít nhỉ? Đấy ông Tuyền là mùi chính thế đấy. Mũi không hột, mít không hột. Một tí chứ. Ngon nhỉ. Đấy, những cái này mới giá trị các bạn ạ. Ngồi đây ông ơi. Mời các bạn nhá. Ngồi đây ăn cho nó thoải mái. Thử cái này ngon. Tí kiểu gì anh ra mồ hôi cũng có cái mùi ở người. Đúng rồi, tí bằng này. Mời các bạn nhá. Có mùi mít. Lúc đấy không người thấy đâu. Ừ. Lúc đấy ai cũng có mùi mít được. Bây giờ anh như không ăn thì có không có mùi đâu. Gì làm gì anh. Cây có mỗi quả rồi à? Không làm được rồi. Nhiều. Nhiều mà. Có phải nhiều chín không? Nhiều. Thì mà tôi mua luôn. Không chín cho hai mua đâu. Tôi mua. Không chín mà mang về nó chín mà. Chín nát hết rồi. Cũng như này chín tôi mua về tôi làm quà. Lấy cái quả ương ương ấy. Ương ương được. Ngon nhỉ. Đây mang về. Ngon thật các bạn. Hơi mềm anh mang về anh. Mang về giấm. Ừ. Giấm chín là vừa đẹp. Mang quả chín về nó. Cây nó gần chỗ xe không? Ở ngay nhà. Ngay sau nhà cảnh đây. À ngay sau nhà cảnh á. Ngay chuồng gà. Ui thấy ngon. Họ việc. Mình lâu lâu đi đuổi gà thấy phải dụng mà. Ê, không để ý. Đây không biết đường. Cái này cảnh ngon nhanh nhỉ. Tôi ăn sơ. À quên, mình ăn sơ các bạn. Những lúc đói thật các bạn ăn gì cũng ngon. Thôi tiện bỏ bánh ra mà ăn nhỉ. Ngơi luôn. Ngơi luôn. Đang giờ giải lao luôn. Xong đem bắt con dê kia về. Ừ. Một con dê nhỉ, phải hai con ấy nhỉ. Ăn sơ đã thấy ngon các bạn. Kia làm một con ô tô nữa. Chắc đủ này vừa từ đấy về. Chờ ăn đấy. Làm con ô tô nó ngon rồi nhỉ. Cái sơ này ăn mới ngon. Ăn sơ nó ngon. Kéo cái kia ra. Sơ ngon thật các bạn. Phải hết tầm cỡ này nhà châu nhà. Ở dưới kia đó. Ừ. Lúc thằng này đi. Thằng này thấy nó về. Không biết chỉ ngon có tụ nào. Hình như nó về sáu ve ve ve. Sắp đến ruộng rồi. Đến ruộng là chỗ. Ui ui. Chỗ này ngon nữa. Wow, sao tuyệt vời luôn các bạn. Cái này cái bốc bớt muối lên xong đưa cái này cho tôi quay video. Nào đây. Không anh cầm đi, anh cầm đi. Anh cầm ăn luôn cả cái quả đấy, ăn cả cái đấy luôn đấy. Đúng rồi. Ăn hết cả sơ luôn. Ui đừng có tuốt. Tôi được rồi. Đây mời các bác nhá. Ui giời. Sơi đây anh em ơi. Ngại quá nhỉ. Đặt khác kia đi. Trồng đây sau này lại mọc lên nữa. Sau này lại có mít mọc ở đây nhỉ. Lại có mít. Ơ quay anh em đừng quay anh ngại. Có tất cả anh em luôn. Ngon thật. Đầy đủ luôn. Anh em ngắn. Anh em ngắn. Mỗi người cắn một miếng. Anh em ngắn. Tuyển quay mỗi người cắn một miếng. Mỗi người cắn muối cho tình cảm. Em mời anh em nhá. Xin phép ra đòn trước đây làm miếng nào đây. Bịa mít. Từ cây nhỏ tí. Lại chuyển lên đây này anh em mình cho nó đoàn kết. Mỗi người cắn một phát. Ăn cái này được rồi. Chúng ăn đi. Thôi, mình cũng ăn cái này thôi. Tiến. Ôi, em ăn cái này thôi. Cháu hổ này. Cháu hổ nhiều lắm. Còn chưa ăn. Đi cháu hổ ăn thế nào. Cháu hổ ăn em sặc mít em về á. Ăn như con dê ăn đấy. Chưa ra. Làm đi quăng hả? Đi nhìn quăng em nha mỏng ha. Ê, nó chạy luôn này. Ừ. Em nhá, chị nhìn hẹp đấy chung. Bỏ hẹp rồi. Thế mày nhảy nó kẹp vào. Ăn lên người. Chị nhảy leo để bằng ăn mỏng gì đi. Mấy mấy mấy. Chân lòng như thế. Thế anh gọi lên phải lấy chạy. Bây giờ anh em mình tranh thủ nghỉ trưa thì nay bắt được ít cua rừng đấy các bác. Cua khe này. Sẽ nướng và cho nó có tí thịt và sau đó là ăn bánh mì thôi. Anh em mình đi không bánh mì. Đấy, đưa ốc xem này. À có ốc khe các bác này. Đấy, ốc khe đấy. Bây giờ nướng ăn nó phê thôi rồi luôn. Đấy, nó ngoài ra này. Đây ra mà. Thấy đâu? Mình thấy đấy. Cho nó lên than nữa. Trong thời gian chờ đợi ăn uống thì anh em vẫn cứ xoay ong bình thường các bác. Ồ có cả nước chấm nhỉ, hôm nay mình mang cả bột canh đi. Ngon. Về xuống hát khe. Rồi đây. Giờ rồi khác rồi. Nhìn thấy cái này của chúng là mình thấy to hơn lúc nãy mình nhìn rồi. Ở thấy có đứa mà. Đấy thấy con kia đang về mấy xếp cứ cua cua bê. Cua vất vả là nếu có chạy hôm nay thì tiến. Phải cái kẹp. Phải cái kẹp á. Cái kẹp. Ra rồi.
Lấy cái chai non kia là được. Đấy cái làm nó lên mà, nó lên đây nó mới nổi lên mà. Các bạn này. Các bạn này. Mình mới nhìn đây không? Các xếp mà tắt vào đấy là mình ăn rồi đó. Này, Tiến à, Tiến sướng quá mày không nhìn được. Đây tao thấy con xếp được thấp thấp rồi nít. Thấp nhưng mà nó ở xa. Nên anh em làm cái món cái này. Cái củi mới chín á. Chắc chín ấy. Mà đốc đâu rồi? Trong giữa rồi. Cua đây. Cua đây, cua đây. Mày thấy đây, thế rồi. Ồ. Ồ. Ai chết luôn. Ném vào lửa luôn, cần gì nữa. Con cua cái. Hay ném vào lửa luôn. Đấy, hay là hay là kẹp cho đẹp. Ném vào luôn đi. Hay kẹp cho nó đẹp. Cần đẹp đâu, kẹp cũng thế thôi. Lò mắt. Lò mắt nhanh lắm. Ném vào luôn. Cái thẳng. Cái thằng mặt tao này. Ngược. Còn nó nhìn nó đấy. Sáu bài luôn. Con này vip chưa các bác này? Con này nằm yên được nhỉ? Bọn này chứng tỏ yếu nhỉ? Tính con này đang giao cuối anh bắt con này dính rồi. Thôi. Dùng càng đâu đấy? Còn vào đây. Tính mà hôm nay em nướng nướng là bà đấy, bà chú cháu. Nhiều nhỉ? Mấy con rồi? Đôi. Bốn con. Có đủ 6 con đấy. Cái con từ trong kia ra đây. Đây là thấp. Ôi. Anh bắt ngửa bụng em, phát nó nằm. Tôi thấy mấy con ra vòng sáng đi qua hướng này. Thế mà bắt được 6 con các bác. Ôi. Kén mà. Sao chuẩn đấy, 6 con này. Đây nhá, lên phần mình kén nữa nè. Con dù nhá, lên phần kén mà. Nhá, nằm lên phần đầu á. Nhưng trên chỗ chân là nhưng nấm nim nấm đấy. hết rồi 6 con các bạn. Mời các bạn ăn trưa cùng anh em mình nhá. Đấy, anh em mỗi người một khẩu. Cái này là bánh mì nhân ruột mì. Bánh mì hôm nay không có mật ong để chấm rồi. Có cho khô đấy. Bánh mì kẹp cua chấm rồi đấy. Đấy. Chấm mật ong ngon á, ăn bánh mì á. Ừ. Bánh nướng mới ngon. Ừ. Nói chung là lúc đói ăn gì cũng ngon các bạn. Nói chung hôm nay đi quán ngon rồi, được ăn mít xương các kiểu. Ừ. Mới tôi là không được mệt rồi. Vẫn thấy ong rồi mà. Ừ. Làm được gì cho. Tí nữa anh em mình sẽ có món cua nướng các bạn. Ong khoái thì thấy ong khoái rồi, ong muối thấy ong muối rồi. Ông đá thì thấy ông đá rồi. Còn mỗi gái ốc thì thấy ốc rồi. Thế rồi hai con á. Muốn mà chơi gái rồi thì hai một con. Chết nhỉ? Hả? Muốn mà chơi gái rồi nhỉ? Chết hết. Thấy buồn. Đặc sản đây các bác ơi. Đấy, ốc khe nướng này các bác ơi. Đấy. Đây lên cho ăn bún chuối không? Không. Đây. Đấy, chơi cả nấm gà. Cuối đấy. 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 Chín rồi, sống đau bụng đây. Đây. Cháy bỏ ăn đâu nữa. Cháy bỏ thôi anh. Ý là con này chín rồi, cháy cả bỏ rồi. Trong cuối hết. Đấy. Ăn phải ăn cả bịa không ạ? Cái bịa nó là toàn cây thuốc thôi. Cây thuốc. Em là cứt. Không chơi, không phải cứt. Bịa. Bịa ốc. Cái này pịa mà không phải cứt. Đúng rồi, ăn nhập bia mới ngon. Cái này là pịa. Đấy, chính cho cháy đấy mới ngon à. Đúng rồi đấy. Chính ăn cái đấy mới ngon à. Ông ăn thịt trước xong tí mới ăn pịa. Đang ngon này để cho nó ăn thôi. Ta làm cả con luôn đúng không ạ? Bỏ cái về về xong chấm làm cả con. Thế đang ăn ở đâu nhỉ? Kiếm lá lốt cuốn vào rồi. Ui, càng nó càng chảy nước miếng nè. Làm một phát hết luôn nè. Úi giời, nhìn cái mặt. Ngon lắm. Tuyệt vời lắm. Ừ. Thơm mẹ ạ. Có mùi lá cây ạ. Cái thuốc đấy. Có mùi lá cây. Ông vừa ăn hết đi bao nhiêu thuốc nam, thuốc quý ấy. Đáng nhẽ anh quay ở đây lúc nhét vào mồm ấy. Ngon không? Thấy không? Hết chưa anh?
Còn con cua này. Đây con cua đây. Cua hoàng đế. Ăn nốt con cua nữa này. Ô cua lột. Cua ăn gạch được gì không? Ăn cả vỏ luôn không ạ? Cua này cắn cả vỏ luôn. Ăn cả gạch luôn. Ăn gạch bụng yếu dính không? Hoặc bê bê ăn kiến nhiệt hơn. Nhưng mà có những cái đội hình nó cua. Nó chỉ dám phát như chỗ cua cua thôi vơ. Ăn được. Ô, anh ấy ngon hơn cua mình ấy ạ. Ngon hơn đấy. Cua biển tươi gì? Chính là mày, cái con này nó thấy náo rồi. Ngon nhỉ, đây các bác này. Sắp chín rồi nhá. Đó, để đằng sau hết rồi. Vẫn thèm. Đấy, mình làm thử một lúc nữa là được nhá. Này kìa đấy. Sắp chín rồi. Nhưng mà nó vàng rồi mà sẽ chết đâu hả? Ừ, hai ba năm chết. Có một cây chết là nhiều lắm rồi. Còn này chắc chín. Đúng ạ. Đâu phải là 3, 3, 4 năm đi. 3, 4 năm chết xong, 2, 3 năm sau kiểu tối thối đấy, sắp tuột hết vỏ đấy mới bắt đầu có... Tuột vỏ lại không có mấy chấm đây, chấm đây. Chấm đi rồi. Ôi giời. Đúng rồi. Mang chấm chéo lên. Khoan tí à tiết. Bia ăn thôi. Bia vừa ăn rồi. Ủa sao không làm một miếng một cái. Cái này nó kiểu giống như cây kiểu này đấy, nó riêng và nó gặp một cây ngọt ngọt chất lượng đấy. Chắc lấy được hơn cân đấy. Hàng đường xịn đây này. Đây càng nó ngon này. Nó có nấm ở trong thân đấy, nhiều hơn kia chín chứ. Chín rồi, con này chắc chắn chín rồi. Càng nó to này hơn. Đây đây để tập cho anh dọn xem nào. Ăn đi ăn đi. Anh ra đòn con này cho anh nhé. Em ra đòn đi. Anh ra đòn cho anh. Anh ra đòn con cua. Anh đợi ra đòn con cua. Anh em sơi đi. Anh em ơi, xuống ăn đi. Ăn cua hoàng đế đi. Đúng rồi. Ăn cũng mất tiền đấy. À anh có phần. Ôi giời ơi. Cái con này nó chơi cái con cua nào đấy vậy? Chín rồi các bác ơi. Chín rồi đấy. Chín rồi, ăn còn cậy luôn. Chín này đâu. Cho mồm cắt chín hết. Con to chín đấy chung ạ, còn đây ăn đồ đổ mới ngon. Này thế là ăn. Ừ. Ăn ngấu 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 nhỉ. Ăn nó phải kêu như thế, ăn cả vỏ luôn. Ông cần phải bóc thế đâu. Dạ yếu à? Ông ăn như thế luôn. Cùi phát, ăn luôn đấy. Chuyển ăn lúc này anh quay. Ăn cái kiểu ấy gặp mô cua ấy. Đúng rồi, phải ăn như thế không ạ? Ăn cái moi được không? Được. Ăn được. Không cái nai ký vào được đi. Ăn chậm nai ký. Ăn được gạch. Ăn một cánh cho nó chất. Ôi, đi rào gáy đi Tiến ạ. Đi rào đấy. Ui giòn anh ạ. Ui giòn. Bữa cơm đơn giản trong rừng mà ngon. Cả pịa luôn nha. Chơi cả pịa. Ừ, có cả cái pịa của con ốc này nó là những vị thuốc nam đấy các bác ạ. Đây anh thấy con cua gạch nhiều chưa? Được gạch nhá. Chén em nó. Chén nó. Ngon thế nhỉ? Ít thế nhỉ? Cái khoảng tầm 20 con nướng luôn. Em có thấy một con em bắn từ đây đến ngon thế. Ốc này ăn suốt ăn mãi vẫn không thấy chán nhỉ? Ngon. Có cái ăn mãi có thấy chán được. Này chỉ có cháy là Tiến nghe ăn đi. Của riêng của Tiến là ăn mấy phần chán này. Đấy. Đây là cái của đây là cấm kỵ không cho người khác sờ vào thôi. Ngon thật các bạn. Chất lượng. Đấy, đây còn một con đây. Bác Cảnh ăn đi bác Cảnh. Chơi đi. Anh ăn này. Chơi đi. Anh ăn em cầm rồi. Thôi anh thôi. Ăn đi anh. Vừa bánh ngọt rồi. Cô đi. Chơi đi. Ăn đi anh đi, anh ăn vừa ăn bánh ngọt rồi. Ra đòn đi. Cái một cái này bằng mít để ăn. Ăn đâu? Ăn được rồi. Xử lý con cua đi anh em ơi. Ừ. Tí nữa ăn chúng cái cục cái đá ruby. Cũng có đá ruby à? Cua đấy. Đá quý đấy. Cua gambi. Cái con đấy ra phối con to kia này. Đấy. Ui giời ơi. Con đá. Cái gì rồi? Chơi đi ông ơi. Ăn nhiều có bị đau bụng không nhé? Không bị đâu. Gió rồi đấy. Ăn nhiều bị no đâu không ạ? Hôm nay thì ra ăn nhiều đậu để tiêu chảy. Nhưng mà ông ăn hải sản có bị dị ứng đâu đó. Không. Thế là cứ thoải mái đây, còn ai mà ăn hải sản thì dị ứng thì cũng bị tiếng đi cua đấy. Ngon đấy. Giòn. Ít tuần. Chụp con mình. Con nhện này rồi cướp à? Vừa thấy đoạn kia hai con mà không bắt. Ê, thấy bắt thì nó làm gì? Lúc đấy đang ba lô nặng mà đang lội đấy. Bắt vồ xuống. Vồ cái cúi sợ cái ba lô nó dốc xuống. Ngay chỗ này. Ừ. Quá mà cho nó. Ồ, ok, tuyệt vời đấy. Chất lượng. Ừ. Đấy còn cái càng đây chương phải lôi phí đi. Đây đây chơi đi xem. Ừ. Ôi, chịu món này chịu, ăn cái đây đi. Chạy đấy. Ok mọi người nhá. Thì bây giờ là Châu Tinh Trì sẽ trèo lên cây này nhá. Anh em mình ở bên dưới. Đấy, thì đợi khói được là vào việc thôi. Lên luôn nhỉ?
Ông này các anh chọc đón cho mà. Thế ra như thế là mồi rồi đấy. Ơ, trèo lên từ cây. Ủa, cây này giòn, cây này thối đấy. Thêm đi. Hàng khủng. Lên đến đoạn này đừng có cầm vào cái cây nữa nha, cái tre. Đóng đâu? Đóng đi nó chắc lên. Ui, nó còn chưa bốc khói lên nữa. Ra là xác định rồi. Ra là xuống. Ra cũng ở yên cho nó làm. Có rồi. Ui, có mật đấy. Mình gắn thịt con. Mày luôn đấy. Mày lao đi. Phải lâu. Đây đây, chưa có. Đây các bác ơi. Chúng lên á. Lên thì lên cũng được mà. Lên luôn. Túi đâu? Túi hết cảnh rồi, có rồi đấy. Có hết rồi, lên đi. Mở lấy túi dần đi. Lên luôn. Cắn đè hả ta? Cho hắn sạch dừa đó. Bù sạch dừa này. Lâu lắm không được cắt rồi. Lên từ cây này dễ à chung. Cây này này. Lên đi, lên đi, lên từ cây đấy dễ. Lên đến đoạn trên này đừng có cầm vào cây nữa nha. Cái ngọn kiểu giòn lắm. Tí ra, tí mới chặt. Lên luôn nhỉ. Mafia Canada. Đầu hôn luôn nhá. Thấy rõ rồi chứ. Nhanh lên các sếp ơi. Đây đây đây, lấy cho. Đấy đấy, cho nó hơi đi. Từ ra. Lên đi, ui dồi ôi. Đặt ngọn tre đi sếp. Ui hàng khủng. Đây đây đây. Cẩn thận cháy đầu nhé. Đi nhé. Cho đón theo chưa nhé. Đấy. Ôi, đỏ chót. Ôi, không có mật. Ôi, không có mật. Không. Ôi, có một tí. Ôi, ăn hết. Ôi, ông ở đây chán nhỉ. Ôi. Thôi, đi mà thôi. Ô cái tổ ong à. To thế nhỉ. Ô. Đây xem nào, không cần căn. Chán thế. Có phấn đây đây. To đấy nhỉ. Ơ bầu mật ít ít thôi nhỉ. Bỏ lại thôi nhỉ. Thế rồi. Tí thế. Chán. Hai bên bầu à? 3 4 5 10 mét. Chưa, chưa, nó làm thế này. Ô, gần hai bầu ơi. Cũng một thối thối sáp rồi. Xuống đây. Có mật không? Có mật. Không có gì hết, khô cong. Này. Lỗi nhà sản xuất rồi. Khe này nghèo quá. Ôi, khe này. Chịu rồi.
mặt thì cũng có một tí nhưng mà... Có đâu, không có giọt nào. Nặng mới dám sáng cái này cả. Chấp nhận số phận thôi nhỉ. Toàn ong đầu đen không ăn thua. À, xong. Ngày hôm nay là một ngày thất bại của anh em mình nha các bác ạ. Đấy. Con gì ấy quá. Nó cắn không có đầu quá. Cắn thì mình làm này là có tèo ra mà. Ơi, kinh, nguy hiểm phết. Mình nhìn những con nó màu mè này con mình đã sợ rồi. Đấy thì anh em mình là trèo lên hai tổ thì nó đều khô nên anh em mình không cắt, chắc chỉ còn khoảng đâu đó 1-2 cân mật thôi. Nhưng mà anh em mình không cắt. Buồn không? Đi tìm ong ruồi. Vâng, làm gì bác? Thất bại buồn không? Buồn anh ạ. Buồn không? Không muốn nói gì nữa. Buồn không? Chán. Buồn không? Không buồn mấy. Buồn không? Quá buồn anh ạ. Gặp tổ nào như thế này thì chắc bỏ nghề mất. Ôi đừng bỏ, anh em phải cố gắng nhá. Không có niềm tin vào mật ong. Đây các bác ạ, thì không phải lúc nào đi cũng có hàng, lúc nào gặp hàng là cũng có mật đâu các bác ạ. Tên là từ sáng đến giờ là anh em mình toang rồi. Không có gì đâu bác. Không có nào nữa. Ở đây không có mật đâu. Ôi dù sao được đi trải nghiệm, được đi ngắm cảnh đẹp tuyệt vời này các bác này. Đấy. Đấy cũng là một cái niềm vui rồi. Ồ. Cảnh đây khá là đẹp luôn. Là cái bên kia là chỗ nào nhỉ? Bên kia là bên thạch pặt. Dố. Trên này người ta chặt khai thác hết rồi. Giờ còn mỗi phía dưới chân thôi. Vẫn là cái luồng này nhưng mà cái khe to đấy. Thôi dù sao video này không có thì anh em mình cũng cứ đăng lên cho nó gọi là có video để cho mọi người thấy được là cái quá trình anh em mình đi có hàng và không có hàng. Đấy thì hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá.